mến, chúc bạn nhỏ cả nhà đang xem chính là vườn mai của Như Huỳnh. Và chiều hôm nay em giới thiệu cho cả nhà mình những cặp mai rất là đẹp nha. Em sẽ bắt đầu từ mã số 24. Đây một cặp mai Thủ Đức 8-12 cánh. Và đặc biệt của cái cặp mai này đó là cái bộ đế rất đẹp quý khách. Chiều cao khoảng 35cm. Đây tàn nè, tròn ủm luôn. Đó, nó ra đủ cơi hết rồi quý khách, xin ha. À, và cái đế đây, cả nhà thấy cái bộ đế nè, nó rất là quái. Đây cả nhà, lọ xo quái ha, nó liền cốt 100% luôn. Đó, cái cực kỳ đẹp cả nhà. Rồi cặp này có giá là 350. 350 em Huỳnh bao phí vận chuyển mã 24. 350 em Huỳnh bao phí vận chuyển tới nơi cho cả nhà mình luôn. Cặp tiếp theo 25 là một cặp đại lộc. Trời, cả nhà chuẩn bị alo liền cho Huỳnh cặp đại lộc này nha. Củ chà bá luôn, củ bự chán luôn cả nhà. Đây, đây cái củ khủng luôn nè. Đó, củ nở ha. Và cái đế cực quái luôn. Chiều cao khoảng 35cm thôi, nhưng mà bao lấy bo vi vu luôn. Đây, củ bên đây nữa cả nhà, đế quái nè. Nó liền cốt đó cả nhà, nó liền cốt ha. Rồi, quý khách thấy nè, chèo bo nè. Đó, cực kỳ tốt. Rồi, quay một vòng luôn. À, củ nở đế quái ha. Rồi cặp 25 này có giá là 400.000 em Huỳnh bao phí vận chuyển đại lộc. Hoa đại lộc nhiều cánh, phôm hoa đẹp và to nha quý khách. Rồi giá là, xem lại cái củ luôn nè, dở cái củ lên. Bên này. Rồi 400.000 em Huỳnh bao phí nha, mã 25 alo Huỳnh liền nha cả nhà. 25 Huỳnh bao phí vận chuyển 400.000 nha. Xuống cây. 400.000 một cặp là em bao phí. Tiếp theo là một cặp Thủ Đức nữa cả nhà. Thì Thủ Đức với đại lộc này là 2.5 mùa rồi ha, nó liền cốt và hầu như là nó tàn như thế này nè. Đó, cả nhà thấy cái tàn nó kín mít luôn không? Rồi bộ đế nè. Đây, cả nhà thấy cái đế nè. Củ nở ha, đế quái ha. Cái đế nó cuồn cuộn luôn nha quý khách. Đây lò xo nè, đó. Nó nổi lên ha. Và thật sự là cái tàn nó cũng rất là ok luôn, cao khoảng 35-40cm. Đây, quay vòng. Đó, nó liền cốt 100% luôn nha cả nhà. Và hầu như mình trồng cái loại này rất là ok. Rồi 350 luôn nha, 350 em Huỳnh bao phí vận chuyển tới nơi cho cả nhà mình luôn. Cặp mã này là 26 nha cả nhà, 26. Rồi xuống cây. 27 là một cặp đại lộc nữa quý khách. Trời ơi, cặp này còn siêu đẹp nữa nha. À, cái củ nó rất là đẹp, to nở. Đây quý khách. Đó, bên này nó lùng lực nhưng mà chèo nhánh là rất là khá luôn cả nhà. Khoảng tầm 35cm thôi. Đây ha. Rồi quen vòng. Đó, mình cái loại này mình chưng tết là mình chơi tết là hết sảy luôn nha. Và mình trồng nó cứng cáp rồi, về với khách không có cực chăm. 400.000 cặp đại lộc mã 3, mã 27. Em Huỳnh sẽ bao phí cho cả nhà mình tới nơi luôn. Rồi 27 nha cả nhà, mã 27 cặp đại lộc. Rồi dở cái đế lại cho xem lần nữa. Đó, đế là cả nhà nhìn xa mà thấy cái củ rất là to nha, bên đây nữa. Phải nói là khá đẹp luôn nha cả nhà, đế quái đó. Rồi. Xuống mã 27 này alo liền cho Huỳnh luôn nha cả nhà. 28. 28 là Thủ Đức nha. Thủ Đức quý khách. Rồi khoảng cỡ yếu 4 tấc. Đây, đế là đế lò xo quái nè. Đó. Quý khách thấy ha, củ nở nè, củ nở bự chản luôn, liền cốt ha. Và rồi cả nhà xem nha, tàn nó ra cũng ok rồi nè. Rồi cặp này Thủ Đức 2.5 mùa hoa 82 cánh, giá là 350 em Huỳnh bao ship luôn. Và mã này mã 28 nha cả nhà, quý khách ơi 28. Rồi xuống cây 29, mã 29 cũng là một cặp Thủ Đức nữa. Thủ Đức thì dễ chăm, dễ trồng và hầu như mình trồng chậu hay là trồng đất gì rất là ok. Kể cả những cái mẫu mà 2.5 mùa thì mình trồng mình chăm rất là dễ với khách. Rồi ha. Thì cặp này em Quỳnh thấy nó tròn đều lùng lực nè. Đây, đế nha. Đó, đế quái. Đế rất là đẹp nha quý khách. Đế khá đẹp luôn. Em cho cả nhà xem nè. Cái phần đế của nó là cuồn cuộn luôn, đế quái. Cây này là đế siêu đẹp luôn nha. Đó. Rồi bên này nữa nè. Bên này là đế củ nở. Đây, cái củ của nó nè, bự chảng luôn á. Các bác thấy ha. Rồi,
cặp này cũng 350 luôn. Và cặp này cũng là cuối clip của video ngày hôm nay. À, và rồi thì quý khách thì alo em ha, cũng có giá 350 em bao ship. Và quý khách ơi thì vườn hình còn rất là nhiều loại, quý khách thích loại nào thì alo cho em nha. À, mến chào và hẹn gặp lại cả nhà mình video sau. Rất là cảm ơn khách hàng đã ủng hộ và theo dõi kênh của Hình.